Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình đào tạo pha chế trên kênh YouTube của VitaSkill. Mình là Xuân Bằng, hiện tại đang là giảng viên tại trung tâm. Thì trong video hướng dẫn lần này, mình sẽ hướng dẫn đến các bạn một món, đấy là Mojito Classic. Một cái món rất là đặc trưng của người Cuba. Một cái món được xuất phát từ nơi mà một đất nước sản sinh ra rượu cũng như là thuốc lá, một người anh em của đất nước Việt Nam mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với món Mojito Classic mọi người nhé. Để làm được món này ấy, thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tham khảo sơ qua một chút về nguyên liệu cũng như là về dụng cụ để chúng ta để làm món này nhé. Trước hết là về nguyên liệu này. Nguyên liệu của món Mojito Classic hay nói khác là Mojito chanh tươi ấy, thì chúng ta không thể thiếu những quả chanh tươi như này mọi người nhé. Chanh xanh thôi, chúng ta không cần phải sử dụng những chanh vàng. Ví dụ như ở Cuba người ta không có chanh xanh thì người ta có thể sử dụng chanh vàng. Nhưng ở Việt Nam mình thì chanh xanh rất là thoải mái, với giá thành rất là rẻ, từ 30 đến 40 nghìn đồng một cân thì thoải mái mọi người có thể sử dụng. Chỉ lưu ý với mọi người về cách lựa chọn chanh xanh ấy. Thường là mọi người sẽ lựa chọn những quả chanh mà vỏ bóng này, căng mọng và nhiều nước đúng không? Tuy nhiên thì những quả chanh như vậy thì lại không mang lại được nhiều hương thơm, mà chúng ta sẽ lựa chọn những quả chanh cho mình là da nó sần sùi một chút và vỏ đấy thì màu xanh, nên là chúng ta lựa chọn những quả như vậy thì nó hương thơm tốt hơn rất là nhiều mọi người nhá. Đó thì nguyên liệu đầu tiên này là chanh này, tiếp theo thì sẽ là húng bạc hà. Thì nguyên liệu ở đây ấy, chúng ta sẽ lựa chọn là những cái lá húng bạc hà tươi như này này. Ở Cuba thì người ta có thể sử dụng là lá bạc hà không, nhưng ở Việt Nam mình thì lựa chọn lá bạc hà là một trong những lựa chọn rất là khó, nên là mọi người có thể hoàn toàn thay thế bằng lá húng bạc hà như này. Đó, tiếp đến thì mình có thể sử dụng nếp đá để làm lạnh hỗn hợp này. Nguyên liệu tiếp theo là soda. Soda ở đây ấy, thì mọi người lựa chọn soda nó là đồ uống mà có ga, nhưng mà chỉ là nước lọc có ga thôi, không có độ ngọt đó. Hoặc mọi người có thể sử dụng sang là Sprite. Sử dụng sang Sprite. Mọi người nhớ là món của chúng ta là Mojito. Mojito là một đồ uống có ga, nên là chúng ta phải lựa chọn những đồ những loại hình đồ uống nào mà có ga. Ở đây thì có thể sử dụng để Sprite để tăng thêm cái hương chanh. Trong cái nước Sprite này nó có vị ngọt rồi thì mọi người có thể sử dụng luôn nhá. Ngoài ra thì mọi người phải có là rượu. Rượu Bacardi. Rượu Bacardi thì nó là nguyên liệu rượu nền. Mọi người có thể thay thế rượu Bacardi trắng này bằng rượu rum, rượu gin hoặc là bằng rượu vodka ở Việt Nam cũng được, hoàn toàn được hết mọi người nhá. Còn nếu như trong trường hợp mà kinh doanh rượu ở Việt Nam mà nó quá khó thì mọi người hoàn toàn có thể bỏ rượu đi, bởi vì rượu thực ra thì kinh doanh cực kỳ khó. Nếu như mọi người phải kinh doanh bar club hoặc là trong những quán nhà hàng bar đấy thì người ta mới sử dụng rượu, còn tất cả các quán bình thường thì mọi người hoàn toàn có thể bỏ rượu đi, không sao hết. Đó, tiếp đến này thì mình cần phải có là lượng đường. Ở đây thì mình không sử dụng đường nước mà mình sử dụng là đường hạt, đường cát trắng người nhá. Đó, đấy là về phần nguyên liệu. Còn về phần dụng cụ hỗ trợ thì sao? Phần dụng cụ hỗ trợ đây ấy, mọi người đầu tiên là cần phải có một cái chai dầm inox. Đó, chai dầm này giúp chúng ta dùng chanh, lá húng bạc hà hay là những nguyên liệu còn lại trong phần bình shake nhá. Tiếp đến này là mình cần phải có dụng cụ kẹp chanh. Chúng ta muốn bắt chanh mà không được cắn thì phải có kẹp chanh inox. Đó. Ngoài ra thì chúng ta cần phải có là thìa, ba spoon một cái, cộng với là những chiếc cốc thủy tinh để chúng ta đựng đồ. Tiếp theo nữa thì mình cần phải có một dụng cụ, đấy là bình lắc, bình shaker. Đó. Như vậy là chúng ta đã đi sơ qua một phần nào đó về nguyên liệu cũng như là dụng cụ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần cách làm rồi nhé. Chúng ta sẽ đi vào phần cách làm nhé. Ở bước 1 này thì mọi người sẽ chuẩn bị cho mình đầu tiên là bình shaker. Chúng ta sẽ cho nguyên liệu lần lượt nguyên liệu vào trong bình shake này. Nguyên liệu đầu tiên mà chúng ta cần phải cho bình shake đấy là lá húng bạc hà. Đó. Lá húng bạc hà thì mình đã chuẩn bị ở đây là từ 7 cho đến 8 lá rồi. Mọi người sẽ lấy lá thôi, không được lấy ngọn nhá. Chúng ta chỉ cần lá bạc hà thôi, ngọn thì chúng ta giữ lại để chúng ta đi co trang trí. Tiếp theo là chúng ta sẽ cho luôn phần là lát chanh này vào. Chanh thì mọi người sẽ sử dụng cho mình khoảng tầm là 3 cho đến 4 cái miếng chanh của miếng cau như này. Nhớ là chúng ta sẽ lọc hạt ra nhé. Để hạt thì chúng ta sẽ dòng vào thì nó khá là tán đó. Chúng ta sẽ lọc hạt ra. Đây mình sẽ sử dụng là 3 miếng chanh này. Đó. Tiếp đến này thì sẽ là đường cát trắng. Đường cát trắng thì mọi người sẽ sử dụng cho mình là 20g cho đến là 25g, tùy vào mọi người sử dụng là Sprite hoặc là 7 up mọi người nhá, hoặc là soda nhá. Ở đây thì mình lựa chọn là soda. Vì vậy cái soda thì như mình nói lúc ban đầu chỉ là nước lọc có ga thôi, nó không có độ ngọt. Vì vậy hàm lượng đường ở đây mình sẽ sử dụng nhiều hơn một chút là 25g, mình đã nóng sẵn là 25g. Đó, mình sẽ cho vào luôn. Đây.
Bước tiếp theo thì mọi người sẽ vắt cho mình phần chanh tươi vào trong bình shaker này luôn nhé. Chanh thì mình sẽ lựa chọn là 1/2 quả chanh này. Mọi người sẽ thái ra làm đôi. Đó, chúng ta có thể thái luôn cho mình từ 1 cho đến 2 lát chanh nhé. Thái từ 1 cho đến 2 lát chanh mỏng để chúng ta có thể trang trí về sau ạ. Ok, tiếp đến này thì mọi người sẽ kẹp cho mình 1/2 quả chanh như này vào trong mình shake luôn. Ok, rồi sau đó thì mọi người sẽ sử dụng chày dầm chanh inox này, chúng ta sẽ dầm hỗn hợp ra. Chúng ta sẽ dầm hỗn hợp ra. Nhớ là dầm đừng nát quá nhé. Nếu mà nát quá thì cái phần chanh của mọi người nó sẽ bị đắng. Đó, tiếp theo chúng ta sẽ cho vào một chút đá. Chúng ta sẽ cho một chút đá vào. Rồi, mọi người sẽ đậy nắp một shake và chúng ta sẽ shake hỗn hợp về trước. Sau đó thì mọi người sẽ cho hỗn hợp này ra cốc trước nhá. Chúng ta sẽ cho hỗn hợp này vào cốc. Rồi, bước kế đến thì mọi người sẽ cho đá vào đầy cốc cho mình. Đó, đá này mọi người sẽ cho vào đầy cốc luôn. Ok. Rồi, bước cuối cùng này. Bước cuối cùng là mọi người sẽ đi đến phần nước soda. Đây, nước soda chúng ta mọi người cho vào. Ok, chúng ta rót vào thành cốc. Nhớ là chừa lại một chút khoảng trống nhé. Đó, chúng ta còn một nguyên liệu nữa, đấy là Bacardi rượu. Đó, ở đây thì mình sẽ sử dụng đến lượng rượu. Mọi người muốn sử dụng định lượng này thì định lượng rượu mà khi mọi người muốn cho vào ấy thì chúng ta sẽ cho tối đa là 30ml nhá. Còn nếu như mọi người không sử dụng đến rượu thì không sao hết, chúng ta chỉ cần cho đầy cốc và trang trí. Còn ở đây mình sẽ cho thêm hàm lượng rượu là 20ml nữa. Đó, mọi người sẽ rót vào, rót lên trên cùng thì sẽ lấy được hương thơm tốt hơn. Ok, rồi tiếp theo là phần trang trí. Phần trang trí thì mọi người có thể trang trí cho mình bằng lát chanh mà chúng ta vừa nãy mới cắt xong. Mọi người sẽ trang trí lên trên. Đó, ta sẽ trang trí bằng lát chanh này và sẽ thêm một ngọn lá húng bậc hạt nữa mọi người nhé. Chúng ta sẽ ngắt thêm một ngọn lá húng bậc hạt nữa. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một cốc đồ uống là Mojito Classic. Mình sẽ đi đến cái phần mà lưu ý cũng như là những cái phần mà chúng ta nên thưởng thức như nào nhé. Thì trong một cốc đồ uống Mojito như này thì cái lưu ý đầu tiên là mọi người sẽ phải chuẩn bị cái nguyên liệu là đường này cũng như là chanh, chúng ta sẽ phải chuẩn bị trước. Và chúng ta sẽ phải vắt chanh cộng với đường cũng như là dầm chanh với đường sẵn. Sau đó mọi người sẽ lắp lên. Thì khi đó cái đường của chúng ta ấy, nó đã được hòa quyện rồi và nó đã được tan ra phần nào đó rồi thì mọi người sẽ cho dưới cùng. Và là đường nặng nặng nhất, nếu như mọi người cho lên trên thì kiểu gì nó cũng sẽ cho sẽ bị trôi xuống dưới. Nên mọi người sẽ cho ở bên dưới để nó giữ ở cái phần đường bên dưới này. Tiếp theo nữa thì mọi người sẽ lưu ý là chúng ta sẽ cho phần hỗn hợp là gồm đá và nhớ là rượu lên trên cùng. Chứ mọi người đừng tăm rượu sau đó thì Sprite, thì khi đó thì cái phần hương thơm của rượu ấy thì nó lại không có. Nên nếu mọi người sử dụng đến rượu thì chúng ta cho lên trên cùng nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn đến phần cách chúng ta thưởng thức đồ uống này. Thì thưởng thức đồ uống nhá, mọi người sẽ cho thật sâu cái phần thìa vào mọi người xuống này, đưa lên này, đi lên đi xuống này. Đó, chứ chúng ta không khuấy như này nhá, tránh trường hợp mà chúng ta khuấy như này. Quấy như này thì chúng ta chỉ có hàm lượng đường ở bên dưới thôi, chứ chúng ta không hòa quyện được cái phần hỗn hợp bên trên. Thì vậy vì vậy mọi người sẽ đưa thìa từ trên xuống dưới nhá, đưa thìa trên xuống dưới giúp mình như này. Đó, thì hỗn hợp nó sẽ rất là đều. Nếu những cốc đồ uống của mọi người mà có màu ấy thì mọi người sẽ nhìn ra thấy là cái màu cái phần siro cũng như là hỗn hợp đường ở bên dưới nó hòa quyện rất là rõ ràng cho mọi người. Đó, thì mọi người trộn lên này. Rồi sau đó thì chúng ta cùng thưởng thức và đánh giá chất lượng sản phẩm nhá. Chúng ta sẽ cắm một bút vào này, sau đó mọi người sẽ thử, mình sẽ test thử xem như nào nhé. Cái độ thơm của chanh
hòa quyện với cả là hương thơm của lá bạc hà ấy, rất là tốt. Cộng với đó thì cái mùi thơm của rượu này nó sộc lên này, rất là rõ ràng khi mọi người ngậm cái phần là nước này ở trong miệng, sau đó mọi người thở ra bằng mũi á, mọi người sẽ thấy là cái hương nó lên cực kỳ rõ. Đấy là cách mà chúng ta có thể cảm nhận được cái aroma mùi hương khi sau khi mọi người uống, mọi người thở ra sẽ rất là rõ ràng. Thì mình đánh giá chất lượng sản phẩm của cốc này rất là tốt, hình ảnh rất là bắt mắt này, cộng với đó thì chất lượng đồ uống thì rất là ngon. Mọi người có thể làm theo và chúng ta có một cốc đồ uống rất là sảng khoái cho mùa hè lần này nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình, hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Xin chào. We'll be right back.